Những kinh Gold Fusion về nguyên khối AU750 đến viên chủ 8L1 là tuyệt tác dành riêng cho những người đàn ông mang phong thái vương giả, sang trọng và quyền quý, sở hữu thiết kế tinh xảo được mài dũa tỉ mỉ từ về nguyên khối AU750. Mỗi chi tiết của chiếc nhẫn đều tỏa sáng, được trao chuốt tỉ mỉ với hàng kim cương đính kết tuyển chọn trên nhẫn. Chiếc nhẫn là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thương hiệu lớn là Rolex và Vertu. Phần thân nhẫn được lấy ý tưởng từ logo chữ V của điện thoại Vertu, với các đường chữ V đính kim cương quanh thân nhẫn, xếp chồng lên nhau vô cùng mạnh mẽ và cuốn hút. Ngoài ra, dưới chấu hộp nhẫn được khắc vành khía chỉ tia, sáng lấp lánh làm tôn lên viên kim cương 8L1. Với chiếc nhẫn này, quý khách không chỉ sở hữu một phụ kiện trang sức mà còn nắm giữ một biểu tượng của sự quyền lực, sự thành công và tinh tế. Nhẫn King Gold Fusion, sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn khẳng định phong cách sang trọng lịch lãm. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.